Thành phố cảng Liverpool của Anh ngày 21 tháng 7 bị bỏ tên ra khỏi danh sách của UNESCO với các địa điểm di sản thế giới vì các cao ốc mới xây sau này đã phá vỡ sự quyến rũ của các bến tàu thời Victoria. Đây là địa điểm thứ ba bị loại ra khỏi danh sách danh tiếng này. Liverpool được Cơ quan Văn hóa Liên Hợp Quốc liệt kê là một địa điểm di sản thế giới vào năm 2004, lọt vào danh sách với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Đền Taj Mahal và Tháp Nghiêng Pisa. Sau cuộc biểu quyết của các thành viên Ủy ban Di sản Thế giới, UNESCO tuyên bố các tòa nhà ở Liverpool đã làm hỏng tính xác thực và toàn vẹn của thành phố này. Liverpool, quê hương của ban nhạc Beatles lừng danh, đi vào danh sách di sản thế giới như một sự ghi nhận về vẻ đẹp kiến trúc và vai trò của thành phố này là một trong những hải cảng quan trọng nhất của toàn cầu trong thế kỷ thứ 18 và 19. Hai địa điểm khác từng bị loại ra khỏi danh sách di sản thế giới của UNESCO bao gồm thung lũng Elbe ở Dresden, Đức, bị mất danh hiệu năm 2009 sau khi xây một cây cầu 4 làn xe bắc qua con sông, và khu bảo tồn động vật hoang dã ở Oman bị loại vào năm 2007 vì không xử lý được nạn săn bắt trộm và làm mất môi trường sống tự nhiên. Danh hiệu Di sản Thế giới sẽ giúp cho các địa điểm được vinh danh tiếp cận với các nguồn quỹ bảo tồn của Liên Hợp Quốc và được ghi tên trong các cẩm nang hướng dẫn du lịch trên khắp thế giới.